Sancho, Man City mua sport Sportbill đưa tin, MU đang nối lại đàm phán với Dortmund, với hy vọng sớm giải quyết xong thương vụ Jadon Sancho. Nguồn tin của Sportbill cho biết, huấn luyện viên Sonzer muốn có Jadon Sancho bằng mọi cách, và yêu cầu ban lãnh đạo MU phải dứt điểm sớm, bởi vì việc kéo dài thời gian càng khiến MU bất lợi về giá chuyển nhượng, khi mà giá trị của Jadon Sancho đang tăng lên từng ngày. Jadon Sancho đã có 4 pha kiến tạo ở Bundesliga mùa này, nhiều nhất giải đấu. Kể từ khi mùa 2018-2019 bắt đầu, cho đến nay Jadon Sancho có tổng cộng 18 pha kiến tạo ở Bundesliga, trong năm giải đấu lớn nhất châu Âu, không ai sánh bằng anh, một số nguồn tin khác cho biết, Dortmund yêu cầu rất nhiều tùy chọn, khiến MU có thể tốn đến 180 triệu bảng cho Jadon Sancho, trong một diễn biến khác, Man City đang gấp rút triển khai kế hoạch chuyển nhượng mùa đông và Milan Skriniar là mục tiêu hàng đầu của nhà đương kim vô địch Premier League chấn thương nặng của Laporte buộc Pep Guardiola phải tính đến chuyện chiêu mộ Skriniar. Ngoài ra Pep Guardiola còn nhìn xa hơn, khi xem Skriniar là giải pháp thay thế Otamendi trong tương lai. Skriniar đang là trụ cột của Inter, anh đã chọn vẹn 3 trận dưới thời tân huấn luyện viên Antonio Conte. Trong thời gian gần đây, Skriniar được rất nhiều câu lạc bộ lớn theo đuổi, ngoài Man City còn có Juventus, MU, Real Madrid, Barca. Tuy nhiên rất khó để Man City đưa Skriniar về sân Etihad vấn đề không đơn giản là tiền bạc dưới sự bảo trợ của tập đoàn ninh đến từ trung quốc inter không thiếu tiền trong khi đó huấn luyện viên conte xác định sprinia là một phần trong nền tảng để ông xây dựng đội hình đua tranh scudetto và champions league